Hi, welcome back to my channel Start Getting Old for Responder. Let's go.
đi tìm một món đồ. Đó chính là một hộp cứu thương. Wow. Không có gì chăng? Đấy rồi. Các bạn sẽ phải mở cửa thư viện và sau đó thì các bạn sẽ bật máy chiếu lên. Có gì đây không? Không có gì. 1207, ok. Let's go. Và từ game thứ 3, Granny Chapter 2.
rất là nhanh, vậy không biết có lấy được không. Không lấy rồi. Oh my god. Chỉ cần một tẹo thôi là sẽ lấy được món đồ đó. Và khi đó thì các bạn sẽ có một khẩu súng shotgun. Chứ đây. Hai lần rồi đều không được. Wow, oh my god. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Wow, cái gì đây? Một chiếc ô tô. Người ta thường có cầu đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Và cái đêm này đúng như thế, các bạn sẽ đi vào trời đêm, không có người. Khi đó thì các bạn sẽ gặp được những con ma hay là những tiếng kêu trong cái này. Rất là tối tăm luôn. Cái điều tự nhiên này thì nếu mà theo mình nghĩ, tạo những tiếng kêu hơn là tạo những cái người để nhìn cho khiếp thì các bạn sẽ tạo những tiếng kêu hơn và sẽ thỉnh thoảng có những cái mập mờ, thì đó thì các bạn chơi game này sẽ khiếp hơn. Vâng, và đây là một cô gái, nhưng mà mình không dám tiến lên, nếu tiến lên thì sẽ bị cô ta bắt ngay. Wow. Và tiếp tục đi sâu vào trong. Đó, nó sẽ tạo nên tiếng kêu, vậy thì nghe có vẻ nó rùng rợn hơn là khi các bạn lúc đi mà gặp những ánh sáng, mà gặp những con người đi qua đây. Oh, oh my god. Wow. Oh my god. Okay, let's go.
Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi ra cánh đồng. Khi đó thì các bạn sẽ đi tìm những ngôi nhà và trả lời câu hỏi trong từng ngôi nhà một đó. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc máy bay giấy. Khi đó thì khi gặp ông sinh viên, các bạn sẽ dùng chiếc máy bay này để phi. Và ông ta sẽ đi theo chiếc máy bay chứ không bắt bạn. Nếu các bạn không còn chiếc máy bay nào nữa thì ông ta sẽ bắt các bạn ngay. Dù các bạn có chạy như thế nào thì ông ta vẫn có thể bắt được các bạn. Ok. Trong mỗi một chapter của tựa game này thì sẽ có những câu hỏi khác nhau. Và cách chơi của những chapter đó thì y hệt nhau. Đó là các bạn vẫn phải ra cánh đồng. Sau đó thì sẽ tìm những ngôi nhà và trả lời câu hỏi từng ngôi nhà một. Và mình sẽ đi đường này. Có thể đường này sẽ dẫn đến ngôi nhà đây. Nhìn thấy rất gần nhưng mà đi thì rất là xa. Có thể các bạn lại còn bị lạc đường nữa cơ. Rồi, và mình đã tìm được đúng đường đi của ngôi nhà này. Số 3 này. Số 3 sẽ vào đâu đây? Đây. Và 2 đây. Đây là số 5. Chuẩn luôn. Và tiếp tục mình sẽ đi một con đường khác chăng? Một con đường khác. Rồi, các bạn hãy đi ngược lại như vừa rồi. Đi đường này. Xin hiểu ông ta đằng kia. Và mình sẽ giả dụ khi mình đến gần, ông ta sẽ phát hiện các bạn sẽ phi chiếc máy bay đi. Đó, khi đó chúng ta sẽ đi theo chiếc máy bay. Và các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả 3 ngôi nhà. Và mỗi ngôi nhà sẽ có một câu hỏi, các bạn sẽ trả lời đủ. Khi đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành được chapter 1 của tựa này. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. New game. Ok, let's go. Oh my god, không cử động được. Có thể tựa game này đang bị lỗi hoặc là do update phiên bản mới cho nên không vào được. Và đây đang hiện dần dần lên. Hay là lặng quá nhá. Không di chuyển luôn các bạn ạ. Oh my god. Ok. Rồi, và bây giờ thì sẽ là tựa game thứ 7, Slenderia Asylum. Yeah. Bóng ma trong bệnh viện. Trong bệnh viện này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 tờ giấy. Khi đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu. Và ấn vào cánh cửa thì các bạn sẽ thoát khỏi bệnh viện này. Game này thì có Slenderia và Granny. Bà ta đi xung quanh đây. Nhưng mà giọng của bà Granny này thì rất giống đàn ông. Không biết là Granny thật hay là Granny gì. Ok. Tờ giấy đầu tiên. Vì sao mình lại ở trong bệnh viện này? Không có đầu nguyên nhân như thế nào. Chỉ biết là tựa game này thì khi các bạn vào, các bạn sẽ phải đi tìm đúng 8 tờ giấy. Khi đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi đây này. Các bạn sẽ cố gắng tìm hết rìa bên ngoài. Sau đó thì sẽ tìm đến rìa bên trong. Để vào có thể khả quan hơn. Đó là các bạn sẽ tìm được rất nhiều chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa đang bị khóa lại. Không có gì. Cũng không có gì luôn. Cũng không có gì luôn. Mẩu giấy thứ hai, mảnh giấy thứ hai đây rồi.
sở thứ ba. Nhặt rất nhiều chìa khóa nhưng chưa chắc đã đủ các bạn nhé. Bởi vì những rìa ngoài này rất nhiều cánh cửa đã bị khóa. Không biết cửa này có bị khóa không? Không. Không có gì trong này luôn. Tờ thứ tư. Cái này bị khóa này, cái này mà. Đó, khi tiến hết rìa bên ngoài, các bạn sẽ vào rìa bên trong tìm kiếm tiếp. Khi đủ 8 tờ giấy, các bạn sẽ về vị trí ban đầu. Và ấn một cánh cửa đây, khi đó thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Search Stay With. Xuống nào. Ok. Tiếp đất an toàn. What's up? Sao lại bị rơi xuống đây? Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my god.